các bạn đang theo dõi kênh của Philip Wedding. Hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn đến một địa điểm khác ở khu vực Đà Nẵng này, đó chính là The Ocean Resort. Như các bạn có thể thấy, ở đây khá là rộng và diện tích ở đây có thể lên đến hơn vài chục hecta. Và có các căn villa từ 2 cho đến 5 phòng ngủ, view hướng biển và view hướng garden. Ngoài ra thì khi mà khách tham dự tiệc cưới của bạn có thể là chọn ở villa hoặc là ở căn hộ. Như các bạn thấy ở phía đằng sau đây thì là hai cái khu căn hộ là dễ chịu hơn một tí so với khi mà các bạn thuê villa ở dưới này. Các bạn hãy cùng mình theo chân mình để đi khám phá khu vực ở đây nhé. Diện tích của mình ở khu này là bao nhiêu mét vuông anh nhỉ? Này nó rộng mình làm thì là mình sẽ làm tiếp trên đây luôn hay là có được làm dưới đáy biển không nhỉ? Hơn nhé, 600 tới 700. Nó sẽ đắt hơn ở trên này. Lúc đó giá bên đi. Tới sáng rồi nó mới đúc. Thank you.
nếu mà sách Doctor Party mà làm ở hồ bơi, ví dụ đánh DJ hay như thế nào á, thì lốc hồ bơi là mình có phí lốc như thế nào? Lốc hồ bơi thì khoảng cái địa điểm hồ bơi thì khoảng 10 triệu tới 20 triệu, tùy theo cái lượng khách. Hồ bơi này mình có đặc biệt gì không? Được chứ, được chứ. Rồi, sân khấu mình để đây, đứng nè, đây nè, nếu mình có những cái rất nhỏ hơn. Bên kia là cũng của bên anh ấy nhỉ? Hay là... vì đó là không không thường thì anh thấy là bedroom hiện nay ở khu vực của anh là đó thì khoảng từ 800-900 một triệu tới chuyện trường đi hai chị dự từ đó hết bây giờ còn ở trong nhà nó thì rẻ hơn. Thời điểm 800 đúng không? Ở bãi biển còn như này. Tại cái biển, tại tiền cái biển. Chưa cộng cộng đúng không? Chưa nước. Chưa nước. Chưa bắt được tiền. Xem không gian nữa. Quay luôn không?
chắc là nhu cầu khách tìm booking đâu cũng nhiều, anh phải quá tìm booking về. Ngày nào cũng có hay không? Ngày nào cũng có. Không, ở trong pizza, ví dụ như pizza, pizza, rồi pizza với nhau. Đây là cho ba với nhau. Còn đây mình cũng có thể làm gì mà mình cũng chẳng có gì. Này mình có thể làm barbecue. Dạ. Xung quanh cái này rất là đẹp. Thì anh có cái tụi em làm tiệc đi. Nếu mà em đi vòng hết luôn, dạ, số lượng khách của em hết luôn thì có nghĩa là em phải bao hết khung này rồi. Thì anh sẽ cố gắng đóng cái hồ bơi này, em đẩy hồ bơi qua kia. Đại khách của anh kia lúc đó cái phí rất hồ bơi. Đúng rồi, nó sẽ tương đối. Ở đây là kiểu mình làm mọi việc như là đi lúc xây dựng rất nhiều nhà hàng đi sang phố cách Âu. Anh đang bảo kê câu chuyện là khu vực bức phê nhà hàng cũng bắt đầu cho phẩm Thank you.